luật, vi phạm pháp luật là phải chấp hành, không được làm ngơ, tiến nơi đâu thì anh nhiệm vụ đi con. Vâng ạ. Thế cho ta hỏi, sư phụ của các người đâu? Ôi, đâu nhỉ? Sư phụ! Dạ, con đến trước đây ạ. Ta hỏi, người nhớ, thế người có cho các đệ tử của mình học luật không đấy hả? Cơm biết chứ đâu, đẹp luật. Không học luật thì làm sao để cứu nhân độ thế được? Nghe cho kỹ đây này. Hãy cho biết nồng độ máu trong cồn. À quên, nồng độ cồn trong máu khi cho phép ta tham gia giao thông là bao nhiêu? 100 ml. Sai biết, 200 ml, 300 ml. Ui dồi ôi, các ngươi là người của trời phải vô phép tắc như thế thì làm sao dân chúng có thể nghe theo được? Nghe cho kỹ đây này. Khi tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn từ 50 mg đến 80 mg trên 1 lít hoặc từ 0,25 đến 0,4 mg trên 1 lít đã bị phạt đến 3 triệu đồng theo 8 điều một số 34/2010 của nghị định chính phủ. Nghe rõ chưa hả? Mấy người này, ta thấy các người như thế vẫn chưa thể đắc đạo được đường tăng đâu. Hãy cho các đệ tử của mình học lại bài học y đạo thuộc cho đi lấy kinh kiếp. Nghe rõ chưa hả? Thôi ta về đây. Thôi các con theo ta luật, rồi khi nào thuộc ta sẽ xin Phật tổ cho chúng ta đi hết tiếp. Là các con về thôi.